Thực ra bài đấy khó tập qua rồi đúng không? Nhanh à? Đầu tiên đánh chậm đi. Cách học nhanh nhất là cách học chậm nhất. Thử thử một đoạn thôi. Thử một đoạn thôi. Có nhớ được câu nào không? Bản chất cái bài này ấy, cả bài này ấy, ngón tay nó chỉ đánh như thế thôi và nó tăng tốc độ lên. Thời gian đầu em có thể em tập chậm cái này. Tốc độ này chắc đánh được đúng không? Đúng không? Thì sau này sẽ tăng dần tốc độ lên. Thì nó thành thế này. Cả tay này cả bài chỉ đánh thế thôi. Mi thứ này, C7 này.